Chào mừng các khán giả thân yêu đã quay trở lại với Bệnh TV. Quý vị thân mến, bạn có biết rằng là càng hiểu biết bao nhiêu thì những câu hỏi sẽ nảy sinh trong đầu bạn ngày càng nhiều hơn bấy nhiêu không? Và rất nhiều điều mà chúng ta tưởng chừng như là đã quen thuộc rồi đã trở nên lạ lùng trong mắt của các bạn không? Thực ra thì càng tìm hiểu về mọi thứ, chúng ta lại muốn tìm hiểu biết thêm nhiều hơn. Vậy thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu về những điều thú vị mà bạn sẽ thấy lần đầu tiên ở trong đời thôi. Những điều bạn sẽ thấy lần đầu tiên trong đời. Số 1. Cây mọc thành nội thất. Những chiếc đèn này hay là những chiếc ghế này đều được trồng từ cây. Bạn có tin được không? Chúng đã xuất hiện từng lớp giống như là một dạng máy in 3D của tự nhiên, mà nước và ánh sáng chính là cỗ máy giúp chúng ta làm được điều này. Một nhà thiết kế nội thất người Anh, Gary Munro, đã sáng tạo ra những món đồ nội thất độc đáo thân thiện với lại môi trường có giá trị hàng nghìn bảng Anh như thế này. Thay vì là chặt cây để làm ghế, anh ấy đã nuôi dưỡng những cây con phát triển theo một khung được thiết kế đã có sẵn. Bằng phương pháp này, anh ấy đã tạo ra vô vàn những mẫu bàn ghế và bóng đèn hết sức độc đáo tại cánh đồng Derbyshire, nơi mà anh ấy đã chăm sóc hơn 400 mẫu bàn ghế đang chờ được thu hoạch trong năm tới. Số 2. Hào quang của chiếc trực thăng. Một trong những hình ảnh cực đẹp này đã được những chiến binh tham gia chiến trận thích thú là hình ảnh hào quang của những chiếc trực thăng vận tải trên sa mạc. Hiện tượng này mới chỉ được đặt tên là hiệu ứng Cobb-Aichel để tưởng nhớ người lính Mỹ có tên là Benjamin Cobb và người lính Anh có tên là Joseph Aichel. Anh ấy đã chết ở độ tuổi rất trẻ, đem theo một bí mật về chiếc trực thăng đã bị chôn vùi trong cát tại Sagin, Afghanistan. Việc mà mỗi chiếc trực thăng hạ cánh xuống khu vực chiến sự không tên ảm đạm nào đó đã trở thành hình ảnh quá quen thuộc trong các cuộc chiến tranh. Những cánh máy bay đã tung lên không trung và từng đám bụi khổng lồ sẽ khiến cho hầu hết những ai đứng cạnh đó sẽ phải che mắt lại. Nhưng tới khi mà hàng hóa được thả từ những chiếc máy bay này thì một hiện tượng đặc biệt xảy ra. Một quầng sáng kỳ ảo đã phát ra từ chiếc cánh của chiếc trực thăng. Nó đã cắt qua hạt cát và bụi, cánh trực thăng giống như là con dao sắc đã đập vào hàng triệu những hạt cát bụi nhỏ xíu và mỗi một hạt cát lại tạo ra một tia sáng của riêng nó, góp phần vào việc hình thành nên các quầng sáng. Số 3. Thác cát. Những thác nước đem lại cảm giác khá là chớp nhoáng đối với con người bởi sự hùng vĩ, nhưng thác cát tại sa mạc của chúng mình đã được tìm hiểu lại khiến cho bất cứ người xem nào cũng sẽ phải ngỡ ngàng đấy. Đây chính là những hình ảnh hiếm hoi khi mà thác cát này đã xuất hiện tại một sa mạc ở phía nam của thủ đô Rio, Saudi Arabia. Được biết đến, hiện tượng thác cát này thường sẽ xảy ra trước khi mà bão ập tới và được các yếu tố như gió, cát, lực hấp dẫn cấu thành. Nhìn từng dòng cát chảy ập xuống dưới, cảm tưởng như đang đứng ở những đầu thác nước lớn ở trên thế giới và dân chơi Ả Rập vẫn đang thao thao bất tuyệt giới thiệu với mọi người. Số 4. Quạ giúp nhím thoát chết. Khoảnh khắc mà con quạ này đã dùng mỏ để mổ nhiều lần vào con nhím khi mà một chiếc xe đang lao tới, dấy lên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Trong đoạn video trên thì con quạ đã liên tục mổ vào lưng con nhím đang cuộn tròn nằm ở giữa đường. Khi mà con nhím đã di chuyển được vài bước rồi dừng lại, con quạ đã tiếp tục mổ vào thân nó. Dường như là chúng ta đã thấy một con quạ đang cố giải thích với con nhím rằng nó cần phải băng qua đường để không bị chết dưới bánh xe vậy. Tuy nhiên thì nhiều người đã không tin rằng quạ vốn nổi tiếng chính là loài chuyên đi săn mồi và nhặt nhạnh thức ăn lại có lòng tốt như vậy. Nhưng phải nói rằng quạ chính là loài có trí thông minh của một đứa trẻ 7 tuổi và có lẽ nó đủ khôn để có thể không lãng phí thời gian của mình với con nhím. Chắc là nó đang thúc giục con nhím mà thôi. Các bạn có nghĩ như mình không? Số 5. Tác hại của việc dụi mắt. Nhiều người có thể sẽ thấy cảm giác thoải mái khi mà xoa mắt, đặc biệt là những lúc mà mắt bị ngứa hay là bị nhòe. Và việc này có thể sẽ làm cho bạn cảm thấy khá hơn khi mà đang bị stress. Nhưng sau khi xem xong video này thì bạn hãy bỏ ngay tật xấu này đi nhé. Việc dụi mắt mạnh và thường xuyên sẽ gây hại cho đôi mắt cũng như là cấu trúc liên quan. Nếu như bụi, lông mì hoặc là dị vật khác nằm ở trên bề mặt mắt thì hành động dụi mắt sẽ khiến cho giác mạc sẽ bị sức đi và bạn sẽ cảm thấy đau đớn hơn, khó chịu vì thứ gì đó đã dính mãi trong mắt của chúng ta mà không chịu ra và liên tục chảy nước mắt, đỏ mắt, nhạy cảm với lại ánh sáng.
Chưa kể là làn chóng mắt dễ bị đỏ do vỡ mạch máu, cùng với lại vùng da xung quanh sẽ bị thâm đen, kết quả là bạn sẽ trông rất là hốc hác, da nua. Nguy hiểm hơn nữa, ở một số bệnh nhân thì việc cọ sát mắt quá mức thì có thể sẽ dẫn tới chứng keratoconus. Trong đó thì giác mạc sẽ bị hỏng đi và biến dạng. Lúc này thì thị giác sẽ giảm sút rõ rệt và bệnh nhân sẽ cần phải phẫu thuật. Tốt nhất là để bảo vệ mắt của bạn, bạn nên sử dụng thuốc nhỏ mắt chứ không nên dụi. Và trường hợp muốn giảm stress thì bạn hãy dừng mọi việc lại và hít thở từng hơi thật sâu nhé. Đối với các bạn khán giả biết là chuối có múi hay là không? Và đã bao giờ nhìn thấy những quả chuối có múi ở đâu chưa? Và có vài điều thú vị về loại quả quen thuộc này mà các bạn không hề biết đâu. Thứ 6, chuối có múi. Thực ra thì điều này không phải là không ai biết đâu, vì nếu như chịu để ý một tẹo thì bạn cũng sẽ rất dễ dàng nhận ra đấy. Bình thường thì các bạn hay ăn chuối theo kiểu là tước vỏ ra và cắt ngang quả chuối thành từng khoanh và nhìn như là bánh xe đúng không nào? Đấy chính là cách ăn cơ bản rồi. Nhưng nếu mà bạn bóc quả chuối ra và chọc một ngón tay vào chính giữa đầu của quả thế này thì khéo léo một tí thì bạn sẽ dễ dàng thấy rằng là chuối sẽ tách ra thành từng múi rồi đấy. Thực ra thì fact này cũng không hề xa lạ gì đâu, nhưng có thể sẽ lấy ra để thách đố các bạn bè đấy. Bạn hãy thử xem. Số 7, máy tạo sóng khổng lồ. Cỗ máy khổng lồ này có tên là làm sóng nhân tạo. Đây chính là chiếc máy tạo sóng trong hồ nước lướt sóng thuộc Starbucks International ở Zespoon, Australia. Nó có khả năng sẽ làm ra đồng thời 5 loại sóng khác nhau và nó có thể sẽ tạo ra khoảng 2.400 cơn sóng chỉ trong vòng 1 tiếng với sức chứa lên tới 240 người cùng lướt sóng. Sóng phân loại theo độ khó từ mức cho đến người mới tập luyện cho đến dân chơi chuyên nghiệp, nên lướt sóng nào thì cũng có thể sẽ đến đây để có thể trải nghiệm và tham gia các hoạt động cùng lúc nhé. Cỗ máy hoạt động theo cơ chế như sau: bộ phận hình tròn sẽ được nâng lên nhờ vào khí nén, khi mà hạ xuống thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng gợn sóng tạo thành 5 loại sóng lan ra xung quanh. 5 cấp độ khác nhau của máy tạo sóng sẽ tạo ra các mức sóng khác nhau về độ khó, kích thước và độ dài. Chúng sẽ được mã hóa bằng những màu sắc để người chơi có thể sẽ chủ động lướt qua và có thể sẽ tận hưởng việc cưỡi sóng giống như là ở ngoài biển. Công nghệ nắm sóng của Subrex đã tạo ra nhiều con sóng nhất trong một hồ bơi nhân tạo với tổng cộng là 10 con sóng riêng biệt, 4 con sóng ở bên tay trái, 4 sóng ở bên tay phải và 2 sóng ở giữa. Bóng đèn sáng lóng nhất thế giới. Vào năm 2011 thì kỷ lục Guinness thế giới đã công nhận một chiếc bóng đèn dây tóc ở Mỹ có tuổi thọ lâu đời nhất thế giới khi mà nó đã sáng liên tục trong vòng 110 năm. Bóng đèn này đã được lắp đặt tại trạm cứu hỏa của thị trấn Rivermore, California. Đây chính là món quà của doanh nhân Andolfo Chiles dành cho sở cứu hỏa thị trấn này từ năm 1901. Và chính người này đã thiết kế chiếc bóng đèn này để có thể thi với lại Thomas Edison. Xem ai chế tạo ra được bóng đèn tốt nhất trong thị trấn. Và đến nay thì chiếc bóng đèn này vẫn sáng, ngoại trừ vào năm 1903. Chiếc bóng đèn này đã bị tắt trong khoảng thời gian ngắn, một tuần ngưng sáng vào năm 1937 và vài lần tắt do mất điện vào năm 1976. Đã có rất nhiều những nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới đến thị trấn này để có thể tìm hiểu về chiếc bóng đèn này. Nhưng có vẻ như là vẫn chưa có ai lý giải được vì sao chiếc bóng đèn này lại có thể sáng trường tồn đến vậy. Số 9. Khẩu trang vải không hoạt động tốt như là khẩu trang y tế. Các nhà nghiên cứu đã cho biết khẩu trang vải tốt hơn trong việc bảo vệ cho người đeo và những người xung quanh khỏi bệnh, nhưng chúng không tương đương với lại khẩu trang y tế và không dùng cho nhân viên y tế. Vào năm 2015, thì những nhà nghiên cứu tại trường đại học New South Wales ở Sydney, Australia đã làm nên một cuộc thử nghiệm để có thể so sánh hiệu quả giữa hai loại khẩu trang này. Họ nhận biết được rằng tỷ lệ nhiễm trùng cao nhất ở những người trong nhóm khẩu trang vải so với lại nhóm khẩu trang y tế và nhóm đối chứng. Phát hiện này cho thấy nguy cơ nhiễm trùng cao hơn đối với những người đeo khẩu trang vải. Vậy nên, trong đại dịch Covid-19 ngày nay thì càng ngày càng rất nhiều những biến thể, khẩu trang vải có thể sẽ là lựa chọn duy nhất có sẵn. Tuy nhiên thì chúng nên được sử dụng như là phương sách cuối cùng khi mà khẩu trang y tế và khẩu trang phòng độc cũng có sẵn.
Vừa rồi chính là những điều thú vị lần đầu tiên sẽ được nhìn thấy ở trong cuộc đời. Bạn thấy như thế nào và bạn có điều thú vị nào muốn chia sẻ với mọi người và mình hay không thì hãy comment nhanh xuống bên dưới nhé. Đừng quên ấn nút like, share và subscribe cho kênh nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!